Vâng, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của Ô tô Doanh Mobile. Chúc cho cả nhà mình có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé. Hôm nay chia sẻ màn hình của mình, em hiện tại bây giờ em đang ở dưới Phú Túc Phú Cường. Tối hôm qua em đã xuống em mua một chiếc xe, đó là Kia Aptra bản số 61 N7163. Chiếc xe này thì bây giờ bên em sẽ áp tải về lại trên thành phố Bảo Lộc. Này xe em mới vừa mua luôn. Thì với chiếc xe này thì dung tích xi lanh nó là 1.3, xe chạy ăn xăng rất là lành. Và chiếc xe này là trong những trường tập lái người ta rất là săn lùng những chiếc xe này để về tập lái, chẳng hạn như trước mặt em đây cũng có một chiếc Kia Aptra, hiện tại là xe đang tập lái luôn nha. Cái này là nó vô tình là em đứng em làm clip ở đây thì tự nhiên em lại bắt gặp một chiếc Kia Aptra đó anh chị ha, chuyên xe tập lái. Và bây giờ anh chị cũng muốn biết giá cả của chiếc xe này đúng không ạ? Xe này thì nó rất là rẻ, tại xe này em chưa dọn nên chung là nếu mà em dọn xong thì em bán chắc cũng cỡ hàng 4 thôi anh chị ạ. Xe này em chưa dọn. Còn anh chị nào thích mua mộc mạc thì em xả luôn cho anh chị và dọn nhé. Và bây giờ em cũng quay sơ qua đồng sơn và nội thất của chiếc xe này anh chị tham khảo sơ ha. Xe này về tới bãi em là em sẽ dọn lại, em sẽ đánh bát sơ lại, còn hiện tại xe này em chưa có dọn. Đó, nước sơn thì bề ngoài cũng nhìn cũng còn rất là ok nha anh chị nha. Sơn thì xe nó mộc mạc thôi, nó cũng chẳng có cái gì cả. Bảng số là 61N7163 anh chị. Đó, đây là một chiếc Kia Aptra này anh chị nè. Đó, xe tập lái nè. Đó, hiện tại là có một nữ và một thầy đang chỉ. Và những chiếc xe này là xe huyền thoại, được bên trung tâm chuyên dạy lái người ta rớt xăng rất là nhiều nha anh chị nha. Đó. Nước sơn ở bề ngoài của chiếc Kia Aptra sản xuất đời 1996. Xe này đăng ký lần đầu năm 2000 nha anh chị nha. Hiện tại thì cái xe nó bị rớt một con ốc ghế, em trai của em đang gắn vô nè. Tụi em gắn xong rồi tụi em sẽ xuất phát lên đường về lại thành phố Bảo Lộc. Em sẽ quay sơ và nội thất cho anh chị cùng tham khảo luôn ha. Đây là nội thất ở bên trong của chiếc Kia Aptra. Nội thất thì lớp ghế cũng còn rất là được, nói chung là cái này em về em tẩy rửa, em dùng công nghệ 4.0 em tẩy là sạch đẹp anh chị. Đó, ghế này em về em dùng công nghệ em tẩy một cái mục là đẹp long lanh luôn. Ngồi vô mát, ngồi đi con. Vô mát ngồi đi, ba quay phim cái. Đây dàn ghế đây anh chị nè. Kéo giùm anh cái nắp capo lên đi thằng. Nổ máy luôn thằng. Xe này em về tới bãi em á thì em sẽ vệ sinh lại sạch sẽ lại thì rất là chi là đẹp hơn anh chị ha. Với số tiền chỉ có vài chục triệu thôi anh chị. Chạy rất là ok. Em muốn làm clip này đang trên đường á, em muốn làm á em quay để cho anh chị nào gần gần em á xem trực tiếp luôn. Được thì em để lại cho anh chị dọn luôn, còn không thì bên vệ anh em dọn thì cái giá em sẽ đăng cái giá sau nhé. Còn anh chị nào thích điện thoại thì vui lòng điện thoại cho em. Theo số điện thoại đó là 0935500001 hoặc 0918614642. Hoặc trực tiếp xem xe tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Còn chiếc xe 61N này là em đang ở dưới Phú Túc Phú Cường. Hiện tại tí xíu này tụi em sẽ đi đề ba. Nổ đi em. Chưa nổ. Ngồi ga lên chứ. Nó kẹ tiếng thì nó kêu nó kẹ cái này nè anh chị nữa ha. Nó kẹ vô cái nó bị kẹ cái dây cô ra vô trong cái ấy rồi thắng này. Cứ nổ đi. Con xe này thì nó cũng mới vừa hết đăng kiểm nha anh chị nha. Anh chị nào lấy thì bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm cho anh chị nha.
Bên em có dịch vụ là giao xe là 64 tỉnh thành trên toàn quốc. Trong vòng bán kính 100 cây số thì em sẽ miễn phí cho anh chị nhé. Và trên 100 cây số thì anh chị vô lòng hỗ trợ cho em thêm ít chi phí và đường xá, em sẽ vận tải xe về tới nhà cho anh chị nhé. À, hiện tại sát bên đây con xe này, con xe em lấy em đi làm công vụ anh chị, nó là con Nissan Salon. Xe này thì em cũng có review, anh chị thấy cũng cái, em có một cái clip con xe này, con xe này thì em đang bán là 58 triệu nha anh chị nha. Thì anh chị thấy bản số đang đeo là 29H1466 nè anh chị nè. Đây là có một cái nhà, tuy là ở Phú Túc, Phương La Phú Túc thôi mà đây cũng có một cái nhà nghỉ là mang tên là Đà Lạt. Xung quanh là cũng cây hoa rồi anh chị thấy, y chang như trên thành phố Đà Lạt mộng mơ luôn anh chị ạ. Rồi Phương xin chào, hẹn gặp lại anh chị nhé. Nếu anh chị thích chiếc xe Kia Brake thì xin vui lòng điện thoại cho em để sở hữu em nói nhé. Còn không thì sáng ngày mai em về tới bãi của em thì em sẽ dọn và em sẽ làm một video hoàn toàn mới cho anh chị tham khảo nhé.